Mến, hôm nay là ngày quốc tế di dân và tị nạn. Chúng ta quy tụ nơi đây để cử hành cái ngày liên hệ trực tiếp tới mỗi người chúng ta. Khi mà nói tới di dân và tị nạn thì anh chị em thấy người ta thường nghĩ tới cái điều gì? Cái hình ảnh đầu tiên về những người di dân và tị nạn là gì? Là những người ăn mặc xấu lắm chứ không mặc đẹp như anh chị em vậy đâu. Đó. Anh chị em đây mặc đẹp lắm, mặt mũi sạch sẽ, tô son. Những người di dân và tị nạn, anh chị em thấy có bao giờ họ được tô son không? Quần áo có đẹp như chúng ta không? Khi mà Đức Giáo Hoàng đặt ra mời gọi chúng ta cử hành ngày này thì chắc chắn trong cái tâm tư của Ngài, và Ngài cũng mời gọi chúng ta nghĩ tới tất cả các anh chị em đó, đoàn lớp những người bị ép buộc phải rời xa quê hương của mình, đi sang một nước khác, chạy trốn để mà bảo vệ cái sự an toàn của cái bản thân, bảo toàn cái mạng sống của mình. Rồi những người đói ăn, thiếu thốn, ăn mặc rách rưới, những người không được quan tâm, những người bị bóc lột, những người bị thống trị, những người bị lạm dụng nữa. Đức Giáo Hoàng muốn tất cả thế giới này ý thức tới cái thân phận của những người anh chị em di cư và tị nạn đó. Chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta cũng là thành phần di dân, nhưng mà Chúa thương chúng ta. Anh chị em vẫn còn có cái cuộc sống tương đối là ổn định và được nhiều người chăm sóc. Nhưng mà quả thật là nhiều anh chị em chúng ta đang rải rác khắp nơi này, trong thành phố này, đang sống ở gầm cầu này, đang là phải ở dưới gần những cái bô rác này, đang phải đi làm ăn ban đêm này, những người đẩy xe rác, những người đi kiếm lượm ve chai này, bao nhiêu người thiếu ăn, bao nhiêu người thiếu mặc, bao nhiêu người chưa được quan tâm tới. Chúng ta là thành phần di dân, chúng ta nhớ tới các anh chị em đấy. Nói tới di dân là người ta nói tới, nghĩ tới một cái thân phận gọi là lang thang, bụi bặm, đau khổ, bị bỏ rơi, không được quan tâm. Chắc là nhiều anh chị em chúng ta ngồi đây trước đây cũng đã có những thời gian, những năm tháng chúng ta cũng phải vất vả, khổ đau và bấp bênh như thế. Thưa anh chị em, lời Chúa hôm nay muốn nói với chúng ta điều gì? Tôi xin chia sẻ với anh chị em mấy điều mà tôi cảm nhận được khi đọc các bài đọc lời Chúa hôm nay. Điều thứ nhất là Chúa thương tất cả mỗi người chúng ta. Chúa thương anh chị em. Nói tới di dân, nói tới tị nạn là nói tới người cờ bơ cờ bất, những người đi kiếm ăn lang thang bụi đời. Người ta có một cái hình ảnh tiêu cực, không có đẹp lắm về những người di dân. Rồi như chúng ta vừa gợi lại đấy, bao nhiêu những người di dân tị nạn khắp nơi trên thế giới đó. Thưa anh chị em, tất cả đều được Chúa yêu thương chăm sóc. Không một ai bị loại trừ khỏi tình thương của Thiên Chúa. Chúng ta nói cái điều đấy là từ cái bài phúc âm mà anh chị em vừa nghe đó. Chúa Giêsu nói tới những người thu thuế và gái điếm, những người bị xã hội Do Thái coi thường mà liệt kê vào cái hạng tội lỗi. Nhưng mà những người thu thuế ấy, những người gái điếm đấy vẫn không bị loại trừ khỏi nước Thiên Chúa, miễn là họ thực thi ý Chúa. Trong khi đó thì những thượng tế và các kỳ lãng là những người có một địa vị xã hội và một cái đẳng cấp tôn giáo cao đó, thì chính những người đó bị loại ra ngoài. Đối với Thiên Chúa thì cái đẳng cấp xã hội không thành vấn đề. Tất cả mọi người, dù giàu dù nghèo, dù sang trọng dù hèn hạ, dù học thức hay là dù không học, dù là những giới trưởng giả hay giới bình dân, dù sức dầu thơm hay là hôi thối, trước mặt Chúa tất cả đều là những phẩm giá, đều là những nhân vị con người được Chúa yêu thương và được Chúa mời gọi vào trong nước của Thiên Chúa. Anh chị em hãy tạ ơn Chúa vì Chúa yêu thương chúng ta, và cái tình thương của Chúa đó được biểu lộ qua cái sự chăm sóc của giáo hội. Anh chị em quy tụ nơi đây là do sự chăm sóc của giáo hội, mà giáo hội chăm sóc là họa lại cái tình thương cứu độ của Chúa Giêsu, vị mục tử của chúng ta. Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta được an ủi, khích lệ rất là nhiều trước tình thương của Thiên Chúa. Điều thứ hai, chúng ta được mời gọi để thừa hưởng gia nghiệp nước trời, nhưng mà với điều kiện là chúng ta phải là những người thực thi ý của Thiên Chúa. Trong bài Tin Mừng chúng ta thấy Chúa kể lại cái ví dụ có hai người con đó. Một người bảo đi làm vườn nho, miệng nói là đi làm vâng vâng dạ dạ, xem ra tốt lắm, nhưng mà cuối cùng là không làm. Còn một người thì xem ra là đứa con có vẻ bất hiếu, bố nói đi làm thì bảo không, con không đi, nhưng mà sau đó nghĩ lại thì lại đi làm vườn nho. Tiên tri Ê-dê-ki-a nói có những người đó là sống công chính, tự bản thân là công chính, nhưng mà lại bỏ đàng công chính mà rơi vào sa đọa trong con đường tội lỗi. Còn có những người tội lỗi đó, nhưng mà lại thống hối, từ bỏ con đường tội lỗi để trở về sự công chính. Qua hai bài đọc đó chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy cái sự bấp bênh của đời sống con người. Tất cả chúng ta ở đây bao lâu là còn trong tình trạng lữ hành trên trần gian này, không có gì là chắc chắn cả. Người ta có thể biến chất từ tốt sang xấu, và người ta cũng có thể thay đổi từ xấu lên tốt. Anh chị em bước tới thành phố Sài Gòn này, chúng ta thấy biết bao nhiêu cơ hội mở ra cho chúng ta. Nhưng mà cũng có nhiều người vào Sài Gòn này, như chúng ta đã chia sẻ đó, có nhiều cơ hội, nắm bắt cơ hội, học hành, đi làm việc, rồi có nhiều cái cơ hội để học hỏi giáo lý, để tham dự thánh lễ, và đã nên tốt. Ở miền quê không có điều kiện đó, nhưng mà vào tới thành phố này có điều kiện, cho nên đã biến đổi nên tốt, trở thành những con người hữu ích cho xã hội, cho đất nước và cho cả giáo hội nữa. Nhưng mà cũng có những người từ miền quê đi vào thành phố này đã biến chất. Ở miền quê được sự nâng đỡ của gia đình, của họ hàng, của họ đạo, cho nên sống rất tốt, hàng ngày chăm chỉ đi tham dự thánh lễ, học giáo lý. Đi vào tới cái miền đất thành phố này, thế là bắt đầu xa rời đức tin, và thậm chí là còn rơi vào cái con đường tội lỗi nữa. Thưa anh chị em, chúng ta hãy lưu ý về những cái nguy cơ của cái môi trường xung quanh chúng ta. Cái môi trường của chúng ta có thể nói là có nhiều cái điều thuận lợi, nhưng mà cũng có nhiều cái lĩnh vực bị ô nhiễm. Và chính vì thế chúng ta luôn luôn phải vững vàng để đừng để cho đời sống của chúng ta bị biến chất. Đừng để cái cuộc sống nơi cái đô hội này, nơi cái thành phố này, nơi cái môi trường văn hóa này đáng lẽ phải giúp mình nên tốt thì lại làm cho mình bị biến chất và xuống cấp. Muốn giữ cho đời sống của chúng ta được vững vàng, anh chị em hãy bám vào Chúa là đá tảng của cuộc đời chúng ta. Cuộc sống di dân như tôi đã chia sẻ lúc nãy, nó nhiều khi nó tạo cho chúng ta cái tình trạng bấp bênh, không ổn định, không dám dấn thân, không dám cam kết gì hết. Chúng ta đặt đời sống của chúng ta trên cái nền tảng vững chắc, đó là lời của Chúa. Và Chúa Giêsu nói đó, nghe và giữ lời của Chúa, thực hành lời Chúa, thì cuộc đời của chúng ta giống như ngôi nhà xây ở trên đá, mưa to gió lớn nước tràn vào, nhà chúng ta đứng vững. Bao nhiêu cám dỗ, bao nhiêu cạm bẫy, bao nhiêu lời mời mọc, bao nhiêu những bạn bè xấu, chúng ta chắc chắn vượt qua được, bởi vì nhà chúng ta đặt nền tảng trên lời của Chúa. Còn nếu chúng ta không đặt nền tảng trên lời Chúa, đời sống chúng ta bồng bềnh trôi nổi, chúng ta sẽ bị lôi bên này kéo bên kia và nguy cơ biến chất, và cuộc đời chúng ta sẽ sụp đổ. Anh chị em hãy lắng nghe lời Chúa và thực hành lời Chúa. Đó là cái nền tảng vững chắc đời sống chúng ta. Điều thứ ba, trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô mời gọi chúng ta: anh em hãy có chung một tâm tình, một cảm nghĩ, một sở thích. Anh chị em hãy bắt chước Chúa Giêsu, không có quan tâm tới lợi ích của mình mà biết nghĩ tới người khác. Chúa Giêsu, phận của Ngài là Thiên Chúa, mà không có khăng khăng nghĩ rằng mình phải bằng Đức Chúa Cha, rồi cứ ở trên trời mà vinh quang chuyện đó, nhưng mà đã hạ mình xuống làm người rốt hết trong chúng ta, và đã sống sự vâng phục cho đến chết, mà lại chết khổ nhục trên cây thánh giá. Thánh Phaolô mời gọi chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu. Anh em hãy mang trong anh em cái tâm tình như đã có ở nơi Chúa Giêsu. Vậy thì tất cả chúng ta đây là thành phần trong giáo hội, chúng ta liên đới với nhau, chúng ta quên mình để giúp nhau nên tốt. Cái chủ đề của Ngày Quốc tế Di dân tị nạn hôm nay là gì? Anh chị em đã được chia sẻ hướng dẫn, anh chị em đọc trên này. Đến gần, lắng nghe, chia sẻ, tham gia, hợp tác, liên đới. Chúng ta vừa trải qua một cái kinh nghiệm chưa qua hết, nhưng mà chúng ta đã có cái kinh nghiệm về cái thời kỳ Covid-19. Trên thế giới này vẫn còn đang là nguy cơ cao lắm. Đức Thánh Cha nói chúng ta thế này: thế giới này, nhân loại này sống được là nhờ sự liên đới. Chúng ta còn tồn tại cho tới ngày hôm nay là nhờ sự liên đới. Chúng ta cứ thấy đó, khi mà bệnh tật nó lan rộng ra thì mọi người đều liên đới với nhau hết. Liên đới để giúp nhau, các bác sĩ, y tá thì lo chữa trị, các nhà lãnh đạo thì đưa ra những cái chỉ thị nó phù hợp, rồi các nhà khoa học thì đi tìm thuốc chữa bệnh, rồi những người sống chung quanh với nhau thì lo tương thân tương trợ giúp nhau, người thì lo chôn cất, người thì an ủi, các linh mục thì đi viếng thăm hoặc đi rước dầu, tìm hết mọi cách để đem Chúa đến cho các gia đình, vân vân. Biết bao nhiêu sáng kiến, và sẽ còn nhiều sáng kiến nữa. Trong cái cơn đại dịch này, chúng ta thấy nhân loại sống được là nhờ sự liên đới, và còn tồn tại tới hôm nay cũng là nhờ sự liên đới. Vậy thưa anh chị em, chúng ta cần phải liên đới với nhau. Anh chị em đã được nhiều người quan tâm nâng đỡ rồi, để chúng ta có được cái cuộc sống tạm ổn định như ngày hôm nay, thì tới phiên chúng ta hãy biết sống liên đới với những người khác. Hơn ai hết, anh chị em là những người di dân, anh chị em ở gần gũi những người di dân khác. Anh chị em là những người nghèo khổ, anh chị em gần gũi những người nghèo khổ khác. Chúng ta có nhiều cái cơ hội để chúng ta đến gần người khác, đến gần để chúng ta lắng nghe, chúng ta chia sẻ, chúng ta nâng đỡ, liên đới, và chúng ta cộng tác để giúp cho cuộc sống của anh chị em chúng ta được ổn định, được bình an, được gặp cái niềm vui, được gặp cái tình thương. Thưa anh chị em, tất cả chúng ta đều là những người nghèo hết đó, không ai dư giả gì đâu. Nhưng mà chúng ta đừng có đưa ra lý do là tại chúng tôi vất vả, tại chúng tôi nghèo, chúng tôi không giúp được những người khác. Hơn lúc nào hết thì chính anh chị em trong cái cuộc sống di dân này, chúng ta tương thân tương ái, nâng đỡ nhau. Giáo hội quan tâm tới anh chị em, các giáo xứ quan tâm tới anh chị em, và mỗi người chúng ta cũng phải quan tâm tới nhau. Khi tôi kêu gọi cách đây 6 tháng, trong cái đợt giãn cách lần đầu nữa, tôi kêu gọi anh chị em giúp nhau, bởi vì cũng có những người trong cái hoàn cảnh phải đi kiếm sống hàng ngày ở ngoài đường, không ra đường thì không có cái gì ăn. Thì trong lúc đó thì mọi người đã hưởng ứng và cũng đã giúp đỡ. Có những người giúp cho 1 tỷ, có những người giúp 100 triệu, có những người giúp 10 triệu, 5 triệu, có người và nhiều người giúp 10.000. 10.000, họ là những người quá nghèo đi. Nhưng mà không phải vì tôi chỉ có 10.000 cho nên tôi giữ lại cho tôi. Tôi nghèo, tôi có 10.000 thôi, nhưng mà tôi vẫn có để tôi chia sẻ cho người khác. Chúng ta không có nghèo về vật chất đâu, cho bằng cái chúng ta nghèo về tấm lòng của chúng ta. Có nhiều người chỉ có 10.000 hay là 50.000 mà giữ lại cho mình. Nhưng mà 10.000 đấy giống như 2 đồng xu của bà quá, giống như 5 chiếc bánh và 2 con cá mà Chúa Giêsu đã làm phép lạ cho nhiều người đó. Chúng ta sống được là nhờ sự liên đới. Vì hơn lúc nào hết, chúng ta liên đới với nhau, chúng ta cộng tác, nâng đỡ, chia sẻ nhau. Thưa anh chị em, trong ngày quốc tế di dân và tị nạn này, chúng ta nhớ tới bản thân mình và chúng ta cũng nhớ tới anh chị em chung quanh chúng ta nữa. Xin Chúa ban cho chúng ta sự bình an, cho chúng ta tìm gặp được sự thuận lợi trong cuộc sống của mình, và cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh chị em vẫn xác tín rằng Chúa yêu thương tôi và cuộc sống của tôi. Cho dù cái hoàn cảnh đau thương đến đâu chăng nữa thì chúng ta tin chắc chắn rằng Thiên Chúa là cha chúng ta, là bố của chúng ta, là ba của chúng ta. Thiên Chúa bố, Thiên Chúa ba yêu thương chúng ta và luôn luôn quan phòng cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất. Anh chị em hãy vững lòng tin tưởng nơi Chúa và hãy tận dụng mọi cơ hội hàng ngày để chúng ta xây dựng cuộc đời của mình, làm phong phú cho mình, xây dựng gia đình của mình, xây dựng xã hội và xây dựng giáo hội. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Amen.